Xin chào các bạn trở lại với kênh Leron Travel. Chắc hẳn là sau những ngày cách ly vì dịch, cũng rất nhiều người mong muốn được đi phượt rồi, đúng không nào? Ở video này, Leron sẽ giới thiệu một thành phố của những hang động kỳ bí. Đó chính là Hà Tiên, nơi theo dệt nhiều câu chuyện lý thú. Trước khi vào Hà Tiên, thì trên đường vào Hà Tiên mình muốn giới thiệu cung đường đầy màu xanh như thế này. Thế nhưng bạn có biết phía bên kia những mảng xanh này là thuộc biên giới của nước bạn Campuchia không? Đoạn này nằm ở quốc lộ N1 thuộc tỉnh Vĩnh Tôn, An Giang. Rất yên bình phải không nào? Ok, bây giờ vào chủ đề chính khám phá thành phố Hà Tiên nha. Điểm đầu tiên Leron đến sẽ là núi Đá Dựng, nằm cách thành phố Hà Tiên khoảng 7 km. Đây là một di tích lịch sử và là một danh lam thắng cảnh được xếp hạng là di tích quốc gia vào năm 2007. Núi Đá Dựng nằm gần biên giới Việt Nam Campuchia. Núi còn có một tên gọi khác là Châu Nham Sơn. Trong lòng núi có khoảng 14 hang động lớn nhỏ được khai thác du lịch như là hang Mẹ Xanh, hang Dơi, hang Cội Hàng Gia, hang Trống Ngực, hang Lầu Chuông, hang Chỉ Huy, hang Việt Động, quá trời quá đất luôn. Do là mình đến gần lúc đóng cửa nên không thể tham gia được. Phía bên kia núi là nước bạn Campuchia, xung quanh núi là những cánh đồng rộng thênh thang. Các bạn nào đến đây thì hãy tham quan các hang động ở đây nhé. Điểm đến tiếp theo là hang Thạch Động. Ngoài cổng vào tham quan hang thì chung quanh người dân buôn bán các vật lưu niệm. Bước vào Thạch Động là những hang lớn nhỏ được hình thành do sự biến đổi của địa chất. Một ngôi chùa có tên Tiên Sơn được xây trong hang động lớn nhất của Thạch Động, được cho là xây vào cuối thế kỷ thứ 18, thờ Phật Thích Ca và Bồ Tát Quan Thế Âm. Đây là đền thờ chùa Tiên Sơn. Cửa hang chính rộng lớn, gồm 3 cửa hang nhỏ thông lên cao và một cửa hang nhỏ thông xuống lòng đất mà người dân thường được gọi là ngõ xuống âm phủ. Hiện nay, để đảm bảo an toàn, đường thông âm phủ đã bị lấp và tráng xi măng mặt phẳng, chỉ còn lại đường lên trời. Đường lên trời được người ta đồn đoán là nơi Thạch Sanh xuống động cứu công chúa. Chuyện kể rằng trước kia nơi đây còn có một dây rừng lớn thông xuống nơi đây đã bị đứt. Tương truyền đây là sợi dây mà ngày xưa Thạch Sanh đã dùng leo xuống hang động đưa công chúa lên. Cũng chính tại hang này, Thạch Sanh đã giải thoát công chúa Thủy Tề. Trong hang có nhiều thạch nhũ tạo thành từ quá trình biến đổi địa chất. Đứng trên lưng chừng Thạch Động, bạn có thể ngắm nhìn về phía bên kia là Campuchia. Sau khi tham quan xong núi Đá Dựng và Thạch Động, mình quay trở lại thành phố Hà Tiên. Mình rất ấn tượng với thành phố Hà Tiên. Ở đây vừa có biển, núi, sông, hang động và hải đảo. Hầu như tất cả mọi thứ mà thiên nhiên có đều gom về nơi đây.
còn đây là cái cầu Tô Châu bắc qua sông Giang Thạnh. Con sông này bắt nguồn từ Campuchia chảy xuống Hà Tiên và nối dài trực tiếp ra biển. We are timeless. We are timeless. Còn đây là tỉnh xá Ngọc Tiên nằm trên núi Tô Châu, được thành lập vào năm 1967. Bạn nào theo đạo Phật thì hãy tham quan tỉnh xá Ngọc Tiên nhé. Đa số khách sạn ở đây đều tầm bình dân, chỉ có duy nhất khách sạn Riverside là 3 sao. Do du lịch ở đây chưa được phát triển mạnh nên đối với bạn nào mà thuộc dạng du lịch kiểu sang chảnh thì ở đây sẽ không thích hợp đâu nhé. Người dân Hà Tiên rất là mến về quý khách. Đây là chợ cá Hà Tiên, cứ hễ là 6:30 sáng là thời điểm chợ rất là ồn ào và đông đúc nhất. Phần lớn hải sản ở đây đều tươi sống, được các thương lái gom từ những chuyến tàu đêm hoặc bè nuôi cách đất liền không xa. Mình hy vọng video này sẽ mang lại cái nhìn mới về du lịch Hà Tiên. Số tiếp theo mình sẽ review về Hòn Phụ Tử và Hang Mô Sô. Đừng quên chia sẻ video và đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Fly by.